Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, Xiaomi sẽ ra mắt Black Shark 2 Pro trang bị con chip Snapdragon 805 Plus vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Snapdragon 805 Plus là đích đến của mọi smartphone tập trung vào hiệu năng từ nay cho đến hết năm 2019. Bộ vi xử lý mới này tập trung vào cải thiện tốc độ xử lý và hiệu năng đồ họa, mở đường cho những ứng dụng AR, VR và game di động. Chính vì vậy mà Xiaomi sắp ra mắt Black Shark 2 Pro được trang bị vi xử lý mới. Và Xiaomi cũng đã tung ra teaser Black Shark 2 Pro. Đây sẽ là phiên bản nâng cấp của chiếc smartphone chơi game Black Shark 2 ra mắt hồi đầu năm nay. Theo teaser thì Black Shark 2 Pro sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 30 tháng 7. Tuy nhiên thì smartphone đầu tiên trang bị con chip này lại không phải là Black Shark 2 Pro mà chính là ROG Phone 2 của Asus. Ưu điểm của Snapdragon 855 Plus so với con chip Snapdragon 855 thông thường mà bạn tìm thấy trên các điện thoại như dòng Galaxy S10 sẽ là tăng 15% hiệu năng đồ họa và tốc độ xung nhịp cao nhất từ 2.84 được nâng cấp lên 2.96 GHz. Sự gia tăng hiệu suất đồ họa có lẽ là cải tiến quan trọng ở đây vì nó sẽ cho phép hiệu năng mới mượt mà và ít độ trễ hơn khi chơi game. Các bạn mến, nguồn tin từ BGR vừa cho thấy một thông số cấu hình của bộ đôi Pixel 4 và Pixel 4 XL. Theo đó thì đây là lần đầu tiên mà điện thoại thông minh Pixel được trang bị 6GB RAM. Ngoài ra, báo cáo còn cho biết là Pixel 4 và Pixel 4 XL sẽ đi kèm với bộ nhớ trong tối thiểu là 128GB. Mặc dù vậy, nếu so sánh sang các smartphone Android khác thì lượng RAM 6GB đã quá lỗi thời, bởi giờ đây đã có những chiếc máy sở hữu RAM tới tận 8GB hay thậm chí là 12GB. Samsung mới đây còn cho ra mắt bộ nhớ RAM 12GB mới nhất, hứa hẹn là sẽ được trang bị trên Note 10 và Galaxy S11 sẽ được trang bị tới 16GB RAM. Chắc hẳn là Google phải rất tự tin về khả năng tối ưu hóa phiên bản Android trên Pixel 4 và Pixel 4 XL. Để không cần quá nhiều RAM thì bộ đôi smartphone này vẫn có thể chạy mượt. Và thông số cấu hình dò dỉ còn lại cho biết là Pixel 4 sẽ được trang bị màn hình tỷ lệ là 19:9 cùng với độ phân giải là Full HD cộng 2280x1080 pixel. Trong khi đó, với model Pixel 4 XL dù cũng đi kèm với màn hình tỷ lệ 19:9 nhưng sẽ có độ phân giải cao hơn biến thể tiêu chuẩn của nó là 3040x1440 pixel. Ngoài ra thì các flagship Pixel thế hệ mới dự kiến sẽ sử dụng con chip Snapdragon 855 có cảm biến vân tay trong màn hình, máy ảnh selfie kép và 3 camera sau, hỗ trợ kháng nước và chống bụi tiêu chuẩn IP68. Các bạn mến, mới đây thì Huawei vừa đưa Mate X lên Tena, cơ quan chứng nhận trang thiết bị viễn thông Trung Quốc cùng với bảng cấu hình hoàn chỉnh của máy. Thông thường thì một khi thiết bị được đưa lên Tena như vậy, đồng nghĩa với việc thời điểm ra mắt của nó đã rất gần. Theo đó thì Huawei Mate X sẽ có màn hình OLED cập kích cỡ là 8 inch, độ phân giải là 2480x2200 pixel. Khi gặp lại thì sẽ có một màn hình kích thước là 6,6 inch, độ phân giải là 2480x1448 pixel và màn hình còn lại có kích thước nhỏ hơn là 6,38 inch và độ phân giải là 2480x892 pixel bởi bị vướng một thanh màu đen để chống module camera. Về camera thì Mate X sẽ có một cảm biến 40MP với ống kính f1.8, trong khi một cảm biến 8MP với ống kính telephoto là f2.4 và một cảm biến 16MP với ống kính góc siêu rộng là 2.2. Còn về cấu hình thì Mate X được trang bị CPU Kirin 980, 8 nhân xung nhịp 2.6GHz cùng 3 biến thể bộ nhớ RAM và bộ nhớ lưu trữ sẽ là 6, 8 và 12GB RAM cùng với 128, 256 và 512GB bộ nhớ lưu trữ. Và bộ nhớ lưu trữ có thể được mở rộng thêm 256GB nữa nhờ thẻ nhớ NM độc quyền của Huawei. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!